Điểm ưu việt thứ hai mà chúng ta cần chú ý đó là tên lửa chính của S-500. Theo đó thì tên lửa chính của hệ thống phòng không S-500 là 40N6, một tên lửa nhiên liệu rắn 2 tầng, dài 9 mét, có khả năng đạt tốc độ 9 Mach với đầu đạn nổ phân mảnh có tầm bắn 500 km và độ chính xác lên tới 95%. Đáng chú ý là S-500 sẽ sử dụng hai loại tên lửa mới là 77N6N và 77N6N1, loại tên lửa đầu tiên của Nga có đầu đạn trơ, có khả năng phá hủy đầu đạn hạt nhân bằng lực tác động. Các tên lửa sẽ tấn công tên lửa đạn đạo ở độ cao 185 km, giảm thiểu đáng kể tác động của các mảnh vỡ.